50 là vật, đây là một hàm top lớp 11 đơn vị hàm dưới. Răng composite của một chú thiện nhân khoảng 50 mấy tuổi sau khi đã hoàn thành và chuẩn bị lắp lên miệng. Răng thật của chúng ta vẫn là quý nhất, nhưng khi răng thật đã bị hư sâu bể thì chúng ta phải khám và chữa, phải phục hồi bằng cách chám. Rồi nếu mà răng đau nhức nhiều ảnh hưởng đến tủy thì phải chữa tủy, rồi bọc sứ lại để bảo vệ cái răng, bảo tồn được răng được lâu hơn. Và khi răng thật đã thật sự không còn giữ được nữa thì chúng ta mới nhổ. Và khi đã nhổ mất răng thì chúng ta phải phục hình răng lại chỗ đã mất răng càng sớm càng tốt, để phục hồi chức năng ăn nhai, chức năng phát âm, chức năng thẩm mỹ. Cho nên chúng ta phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Tiết thực thuần chay dưỡng sinh là phúc, bất ăn tăng thọ, bất mặc tăng phước, bất ngủ tăng lộc. Ăn uống thuần chay đúng, sống khỏe sống vui. Nguyện cầu cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật.